Hợp sản là bạn. Tôi xin chào nhà, quý vị nhà đến video theo mình. Hôm nay mời ông bà cô chú anh chị em cùng xem kèo solo với nhà Bia giữa mình với anh Toàn. Sách này sách 2 nhà, sách 1 là anh Toàn chiến thắng nhà, tỷ số là 1-0. Hôm nay mình sẽ làm sách 2 cho ông bà cô chú anh chị em cùng xem. Giờ này là đồng 100 điểm nha. Bánh đít tự do, học điểm 3 bằng cuối như vậy. Được 100 điểm tự do. Giờ mời ông bà cô chú anh chị em cùng xem luôn. Giờ tiền tỏi. Sách 2 nha. Nếu mình thắng thì một điều, mình thua là 2 phần rồi đó nha. Dính nha nha. Dạ bác. Bao giờ muốn bị dạng nha. Nguyên toàn thắng là hai sức nha, mình thắng một điều, mình có thắng thì mình sẽ bàn với nhà xem. Bật chuông kèm nút hãy nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh như này, được những thông báo mới nhất khi mình ra những clip mới nha, một lượt like, một lượt chia sẻ rằng mình có được ra nhiều sức đấu hay, nhiều giải đấu hay hơn nữa cho nhà xem. Máy tọt không biết được như thế này. Hai. Một. Dì dàng một xế nữa nha. Một đếm. Hai. Bảy. Chín điểm, chín điểm đầu tiên nha. Số giờ 92.
1. Mẫu ra 10. Dài 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 một. Bóng thứ 10 bóng. Hai là bốn. Còn sao? Hay không? Cái này ơi, không được 3. Còn 2 nữa 6 rồi. Thank you.
3 4-18 Trời ơi, lật trời, bây giờ diễn một lớp. Mấy anh đọc? Mộng. Đọc nơi 7. Đánh đập cho mấy trời. Chạy vậy chính xác không anh? Một nữa là tám. Một đấy tám. Một không à, không được ba. Nãy giờ không được cái nào ba chứ. Nước rồi nọc. Đúng rồi. Đi ra chạy đèn 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 vô khích cho băng luôn. Đúng là không đi được 3 điểm luôn.
thằng lọ heo. Một hai nên đây cầm cho anh bọc. Ba năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười sáu mười sáu nữa 36 một
4 đến 14. Ngày nó 38. Pizza quê, pizza cỏ, pizza làng quê nha, chú ý mình buổi trưa mình đem lại anh em mình tới vô luôn để lại những cái giải trí cho nên là xem những hàng ngày buổi trưa nha. Hai. Cái này cái này mình với toàn 100 đồng. Đồng. Số 1 an toàn bây giờ chiến thắng nha. Tỷ số bây giờ là an toàn đây dẫn trước mình 1-0. Cái này xin hay. 100 điểm tiếp nha. Ba đúng không ạ? Tầm tiếp rồi. An toàn mình có nha. Tổng chắc là bây giờ. Ủa? Số bây giờ mình 38 rồi nha, bị vàng an toàn, bị trắng 14 điểm, cơ đang đánh an toàn chưa đi, cơ an toàn đang đánh chưa đứng nghe. Đá cái trời chết luôn. Đọc đấy nha. 4 nữa, 18, 38, 2 điểm. Một. Hey. Ơi. Đấy, để ông nào lấy nữa.
1. Trời ơi, quýnh hai dậu luôn được rồi. Còn 42. 42. Dạ, thì tới xuôi thì chứ. Toàn 1 hay 2 qua.
12. Còn hai nữa, 33 nữa nha. 33 nữa, 56 nữa. Quá gì rồi.
một. Chết tôi rồi. Để tự nhiên quánh là tất cơ nữa là các bạn. Còn một nữa 36. Một. Hay nữa 61, xúc gạo 61. Là đây thể luôn nhà quá đẹp. Đây đẹp. Toàn 4 đến 40 cái này. Đá bỏ. Đá phải chịu. 4 nữa là 44. Một.
2. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Là 69. Một nữa, 45. Ba nó 72. Hay nữa. 1. 1. Đỏ luôn. Đập chứ. 1. Trời ơi. Trời. Rồi. Dễ gì. Trời quá nhẹ vậy. Còn đây một là 46 rồi nha. Đó. À bằng thằng quá nhẹ vậy. À hay. Ok.
điểm một, kiếm quá điểm một. Một. Hai. Ba. Sáu. Bảy. Tám. Chúng bị vàng cái nhà em. Nhấp cơ chúng bị vàng. Bị lỗi rồi nha. 1 là 81. 1. 2.
Hey.
3. Năm nữa 70. Trời ơi, da quýnh kìa. Bốn nhiêu tầng? Bốn lưới tư không? Bốn. Ba.
Trời ơi. Gió quá cả nhà ơi. Gió này luôn mới có luồng gió chỉ mưa cả nhà. Sửa lại không? Sửa luôn. Gió cả nhà, để nó hướng ra ngoài mình không có nhập. Là ba phòng mình. Ba cái nhà. Đó là gió nó qua nè. Quá gió nè. Thử một bạn gió chứ hai bạn bê nữa. 3.88 còn 12. Trời ơi, nghe bánh gì kỳ trời. Không quá. Không, đúng là canh mỏng, canh không được luôn á. Ngộ rồi, chết. Một. Rồi thua cả nhà ơi. Còn cua còn điểm cũng cua nữa nha. 5 có sổ. Đi.
thằng mua này giờ là ba như năm nữa 99 nha cả nhà, phá sổ mình quánh cái này 75 rồi cả nhà, mình quánh cái này 25 đủ luôn nha cả nhà, 25 đủ luôn đi. Giờ quánh gì cũng thích chơi. Rồi thua cả nhà ơi. Trời mất lên toàn ơi. Bố hôm nay mình làm xích 3 cái kết. Rồi. Hôm nay xích lon đây. Cho tất cho. Quên. Biết nghe nha. Có âm thanh tạo điều kiện tốt nhất cho cả nhà. Hồi xích bây giờ hôm nay giữa mình với toàn xích 2 cả nhà. Xích bọn toàn dành chiến thắng cả nhà. Xích 2 mình dành chiến thắng. Thì hôm nào dẫn mình anh toàn sẽ lên mình sẽ làm xích 3 cho nhà xem. Còn 12 giờ trưa ngày mai sẽ có clip mới nha cả nhà. Bây giờ cho Tem Pháp TV mình kết thúc clip tại đây. Bye bye ông bà cô chú anh chị em. Rồi hẹn ông bà cô chú anh chị em vào những video sau. Bye bye.